Đây là con robot của Misa, thì con này dùng cái thay thế, thế là nó sẽ tự order như thế nào thì em có thể làm ở trên này, nhưng mà nó hơi ồn á nên là em sợ nó sẽ bị nhiễu. Nhưng mà hiện tại đang làm được cái gì đây? Nó có thể order được rồi. Order được rồi. Dạ. Có thể chào order, có thể nói chuyện với anh, nhưng mà vẫn theo những một số cái câu đơn giản giống như bọn em lập trình thôi. Nhưng mà tại sao nó đi theo bên kia mục tiêu rồi? Tại vì ở trong người đông nó nhìn được ai, khi mà cái mắt của nó nhận được ai là nó sẽ đi theo người đó và nó nghe cái giọng của người đó thôi. Oh. Có nghĩa là nó chỉ nghe giọng một người thôi. Ví dụ như anh đứng trước mặt nó thì nó nhìn anh rõ nhất thì nó sẽ nhận anh và nó nghe cái lệnh của anh. Ok, nếu như vậy cứ dựa như khách hàng vô đi, tổng cộng 10 người thì đừng nó đi theo vòng vậy xong nó không dạ nhận. Không, là sẽ có một người order đúng không? Ví dụ như là anh vô thì anh sẽ chào nó, là nó sẽ nhận anh là chào, rồi sau đó anh đặt món, anh gọi bàn hoặc là ghép bàn hay gì đó cũng được. Thì nhưng mà ý là anh order xong, anh xong rồi, anh finish rồi, nó không hiểu, nó vẫn đi theo hoài. Không, lúc đó là nó sẽ đứng im để cho anh order đã, rồi khi mà anh finish xong rồi anh kêu là xong hoặc là done gì đó là nó sẽ bắt đầu chuyển cái món từ order vô bếp. Ok, anh hiểu rồi. Anh muốn test thử được không? Dạ được anh. Làm sao cho thấy mình phải thay Zenbo trước nha. Hey, anh ta nói gì đó. Thay Zenbo đầu tiên rồi. Thay Zenbo. Đúng rồi. Thì nó có cái sóng âm á. Thay Zenbo. Follow me. Stop follow me. Nhìn anh rồi đó. Follow me. Follow me. Anh có thể nói chuyện với nó cũng được. Và bây giờ nó sẽ đi theo anh. Nhưng mà đọc đó tiếng Việt tiếng Anh. Yeah, I want to order food. Anh đấy chậm một chút để nói kịp. I want to order food. Any food for me? Are you okay? I want to order food. Hey, Sambo. How are you? Hey, Sambo. Take the photo. Hey, I want you to take the photo. Okay. Open the camera. Okay. Hey, Sambo. Take the photo. Nó không thấy được. Nó ồn quá, nó không có kịp nghe. Nó không kịp nghe. Nó không có bắt được cái tờ công lệnh ở đây. Hey, Sambo. Hey, Sambo. Yeah. Open the camera. Take a photo of me. Có lệnh là gì? Có lệnh là gì em? Câu lệnh cho mấy cái camera này. Take a photo of me. Micro nằm đâu em? Đầu tiên là anh phải có cái sóng ở trên tai đó, như vậy thì nó mới nghe. Là nó đang nghe là nó phải có cái sóng. Ờ, mà cái là cái micro nằm đâu thì nó ồn quá. Hiểu không? Em cũng không rõ nữa. Ý cái micro em nằm đâu em biết không? Dạ. Cái micro của nó nằm đâu? Em nghĩ chắc là nó phần này. Đây là cái loa rồi, cái loa rồi. À, chắc là dưới này. Hey, Sambo. Nghe khi nó có hai cái sóng cho lưng ấy. Capture. Hiện tại nó đang còn rất là hồ sơ, chung là những cái định khác đây, không hiểu. Nhưng mà những cái định khác còn như đó chưa có hiểu được đúng không?
không phải đâu, thực ra là nó nghe được nhưng mà tại vì ở đây ồn là nó. Nhưng mà ý là nó được cái gì rồi? Nó được dạy, nó đã được dạy tất cả những cái liên quan đến giao tiếp cơ bản, ví như là chào hỏi, xong hỏi về cân nặng của người khác. Nhưng mà nó chưa được order food, nó chưa được đúng không? Có order food rồi ạ, nhưng mà tại vì là em bên em bọn em lại không phải là những bạn mà chuyên về cái nghiệp đấy. Còn trong này là đã được tích hợp rồi ạ.